Vụ lúa đông xuân 2023-2024, tình hình nắng nóng có thể gay gắt do ảnh hưởng của El Nino. Làm thế nào để quản lý sâu bệnh hại hiệu quả trong điều kiện bất lợi này? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 14 tháng 1 năm 2024 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Hồ Văn Chiến. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.